Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, lúc 11 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2010 tại Leeds Queenham Park, một picnic liên trường được tổ chức với sự tham dự của 14 trường trung học. Sau 30 tháng 4 75, nhiều trường trung học bị đổi tên hay không còn giữ được nét truyền thống, nhưng những cựu học sinh các trường đó, dầu 35 năm đã đi qua, dầu đã trở thành những trung niên, lão niên vẫn gắn bó tình bằng hữu chi giao, vẫn giữ nét tôn sư trọng đạo, hàng năm gặp nhau dịp hè. Tại Bắc Cali, picnic liên trường đã liên tục tổ chức được 11 lần từ năm 2000. Đây là lần thứ 11, đã có lần là từ năm 2000 tới giờ là 11 lần rồi. Lúc đầu thì là ít trường, nhưng mà càng ngày nó đông, là đông trường tới dự. Rồi là anh em cũng cùng một người này phụ cái này, người kia phụ cái kia. Mỗi năm như vậy, với cái truyền thống các trường không cũng buổi picnic như vậy để mà anh em gặp gỡ hàn huyên, gặp những người bạn cũ, rồi là có tâm sự với nhau về trường xưa, rồi cũng một dịp để mà mình relax, để cho thư giãn, bởi vì làm việc mệt nhọc lắm. Và chúng tôi cứ giữ truyền thống đó mỗi năm như vậy, mà nếu mà tổ chức riêng lẻ nó không vui, nhiều trường như vậy nó vui, anh em có cái dịp để mà liên lạc với nhau cũng là một điều rất tốt. Chúng tôi đều nhắc nhở là khổng mạnh cương thường, tu khắc cốt, khoa Tây Âu khoa học, Tiếu Minh Tâm và mỗi trường đều mời giáo sư, rồi vinh danh các giáo sư là cũng là kính tôn sư trọng đạo. Đó là cái nền giáo dục miền Nam, chúng tôi vẫn tiếp tục cái đó. Còn cái vấn đề bây giờ sau này mình tôi cũng ra ngoài nước rồi, tôi cũng hiểu rõ trong nước sao ở đây chúng tôi đều tôn sư trọng đạo. Cái bí thư trường này là nó gồm tất cả các trường trung học ở miền Nam, phần lớn tất cả trường trung học miền Nam từ Bình Hải đến Cà Mau. Trường nào muốn tham gia thì sẽ tham gia. Thì thưa anh rằng chúng ta ở nước ngoài nhưng mà lúc nào chúng ta cũng nghĩ về quê hương, lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì chúng tôi cũng muốn có một cái message cho nhỏ rằng nói với quý vị ở trong nước rằng chúng tôi qua báo chí và qua tất cả các phương tiện biết rằng ở trong nước bây giờ ngành giáo dục chúng ta sau mỗi ngày mỗi bấy bác làm sao mà giáo dục là hiệu trưởng lại đi mua dâm đi học sinh của mình, làm cho chuyện thật là tồi bại. Chúng tôi thấy rằng cái nền đạo lý, cái nền giáo dục của Việt Nam chúng ta nó bị đi xuống quá trầm trọng. Thì thầy trò chúng tôi gặp hôm nay, thầy trò chúng tôi, những anh em cùng trường, những anh em cùng lớp, những anh em cùng là những vị thầy giáo với nhau, cũng muốn gắn bó và nói với địa phương, nói với những người có thẩm quyền về giáo dục của Việt Nam chúng ta làm thế nào như vậy là rất là tai hại cho dân tộc. Dân tộc chúng ta mỗi ngày cảm thấy mỗi suy ý tàu bên cạnh chúng ta và lúc nào nó cũng xâm lăng, mà chúng ta không tạo được một cái nền giáo dục tự hào, một cái sự tự hào cho dân tộc, một cái nền giáo dục như ngày xưa, một cái nền giáo dục khai phóng, một cái nền giáo dục tự do dân chủ thật là tốt đẹp và làm cho mọi người đoàn kết với nhau có thể diệt được ngoại xâm. Nếu không có đoàn kết, nếu không có một nền giáo dục đàng hoàng thì dân tộc chúng ta không biết đi về đâu. Là người chị Như Hằng, phó hội trưởng hội á, nữ sinh gia lâm người Bắc California. Thì hàng năm tôi có mặt trong ban tổ chức, vai trò của tôi là thủ quỹ trong ban tổ chức của lính và dạ vũ liên trường. Tôi có về Việt Nam tổng cộng 3 lần vì những lý do trong gia đình, nhưng mà không bao giờ trở lại gia lâm. Có điều là tôi có gặp lại những em gia lâm phụ nữ sinh từ nhóm trong những chỗ hẹn khác nhau chứ không bao giờ trở lại. Tại vì đi ngang cái trường đó thấy buồn quá. Với sự tham dự của hàng ngàn đồng môn và thân hữu, mỗi gian ở các nhà mát được phân chia cho từng trường tiện việc tiếp đón thân hữu, thầy cô. Một chương trình văn nghệ với sự đóng góp của tất cả các trường thật phong phú và hấp dẫn được kéo dài đến hơn 3:30 chiều. Nghi lễ tượng trình tượng sinh.